Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em tiếp tục gửi đến cho mọi người xem một mảnh vườn tiêu và cà phê đất cực đẹp nhé. Lô đất này thì nó nằm tại xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Cách trung tâm trường chợ là 3 km, còn cách đường nhựa là khoảng 250m thôi. Đó, đường đất vườn của mình là bám được khoảng gần 100m mặt đường thông. Đất cực đẹp nhé. Đó, này có cà phê này đang cho thu chính là phun hết cà phê. Đó, ngoài ra lại có tiêu nhé, có tiêu thì phần ở trên gần mặt đường này, phần mặt đường này là có 400 hồ tiêu và xen kín là cà phê giống mới. Còn phía dưới này là cà phê đang kinh doanh rất là mạnh nhé. Đất thì bằng phải đẹp, không dốc nhé, đất đỏ ba gian, hoàn toàn là không có sỏi đá luôn. Đó, cà phê giống mới này. Đó, hồ tiêu của mình là cũng khá là đẹp nhá, đang cứng, rất là cứng cựa lại rồi, chuẩn bị ra hoa rồi nhá. Đó, cà phê này hái xong mà dàn cảnh còn rất là đẹp luôn. Một mảnh vườn bằng đẹp khuất gió, không dốc nhá, bám được khoảng 100, gần 100m mặt đường liên thông. Cách đường nhựa nó chỉ mất khoảng 250m thôi. À, vườn cà phê của mình này, vừa rồi là trái rất là sai nhá, thu xong rồi mà trái còn chịu cành luôn. Lô đất này thì có tổng diện tích là 9 sào nhá. Và giá gia chủ đang mong muốn cho mảnh vườn này là 1 tỷ mốt, có bút lọc lá cho mình nhá. Đó, giờ mình đi kiếm một mảnh vườn đang đẹp như thế này mà làm thì cũng khá là ok luôn. Đường là bao quanh. Đó, cà phê rất là đẹp nhá. Hồ nước tưới của mình là dưới này nhá. Hồ nước tưới của mình là cách đây khoảng 2 cuộn dây. Hồ nước tưới chung là bác chủ đang tưới trên này luôn này. Đó, nước rất là nhiều nhá. Đây, quay cho bác chủ đang tưới cho mọi người xem luôn ha. Nước tưới thì quý vị an tâm. Tiêu tơ, cà tơ này. Đấy, gia chủ đang tưới đây nhá. Đó, nước bao la, không thiếu. Đang tưới cho cà phê đấy. Nước ao tươi chung nhá. Mọi người an tâm về nguồn nước tưới chưa? Đất của mình là nó chuyển nhẹ như này nhá. Nó không dốc nhá. Đấy, đường là đã ủi một con đường đi xuống rẫy mình rồi nhá. Còn trên trên này là phần mặt đường của mình này. Đó, rẫy mình thì khá là thoải đẹp luôn, bằng thoải nhẹ, không có dốc nhá. Đó, thoải đều luôn. Rồi, em xuống dưới em quay lên cho mọi người xem ha. Chung là vườn cà kín gió nên rất là đẹp luôn. Vườn này thì mình làm thì rất là khỏe. Đường là xe chạy quanh vườn nhá. Cà phê này, quất gió ra chủ tưới này là tưới nước thứ 3 rồi. Là lứa hoa cuối cùng. Xung quanh đây thì ra hàng xóm cũng đang tưới luôn. Cà nói chung là cắt cành hết rồi nhá, cành cây là cắt gọn gàng hết rồi này. Đó, nói chung là vườn này chăm rất là kỹ, cành cắt hết rồi, hái xong cắt luôn. Đó, cà của mình khá là đẹp nhá. Đất thì cực kỳ là kín gió luôn nên mình làm cà nó rất là đạt nhá. Hồ tiêu, cà phê, nhìn toàn cảnh luôn này. Em sẽ xuống cái phần trũng nhất em quay cho mọi người xem.
Mọi người quan tâm muốn sở hữu mảnh vườn này thì liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Đó, đây cà phê của mình này. Đó, đẹp chưa? Cành cắt cành gọn gàng hết rồi mọi người nhé. Nhìn lên là nó thoải nhẹ thôi, không dốc nhé. Chuyển đều, chuyển nhẹ thôi, thì làm rất là khỏe. Cà phê đang cho thu chính nhé. Tổng diện tích là 9 sào. Và giá bán nguyên lô này, gia chủ đang mong muốn là 1 tỷ mốt nhé. Có bớt lọc lá cho mình nhé. Quý anh chị quan tâm muốn sở hữu mảnh vườn này thì nhanh tay liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình. À, cà cực đẹp luôn. Giờ đất rung Nam Giang là nguồn rất là xấu nhá, nguồn đất vườn rất là xấu, nhưng mà còn những cái lô cà đẹp như thế này thì rất là hiếm luôn. Nước tưới thì ao hồ Tứ Trung, hai nhà Tứ Trung, chủ quyền pháp lý là đầy đủ hết nhá. Đó, ống chôn sẵn từ dưới chân hết lên trên mảnh vườn mình rồi. Đó. Chung là vườn của mình là mất khoảng vài chục cây thì nó hơi xấu xấu rồi, còn lại là đẹp hết nhá. Dạ, cành cây vẫn là còn ngon lành luôn. Mưa xuống cái là bắt đầu là trái to ra, là nhìn thấy đẹp. Hái vừa rồi hái xong cắt cành hết rồi này, còn cành cấp không nhá. Đó, toàn canh để trái thôi. Cắt rất là thoáng nhá. Không. Canh này đã rất là nhiều luôn. Hái xong cắt hết rồi. À, mọi người xem này. Đó, toàn canh cấp thôi. Tới đây mưa xuống mình bỏ phân vào là ra canh chi chít luôn. Sang năm lại đẹp mộng mơ tiếp. Đó, cắt canh biết cắt canh là nó vậy đó. Đấy, cắt để độc canh ăn không này. Sang năm tới đây cành này to ra đẻ ra tiếp. Đẹp chưa? Cành dàn đấy nhá mọi người nhá. Đó, cắt cành thoáng này. Để cành dàn như này. Tới đây ra cành đây toàn cành dàn thôi. Nên nó rất là đạt luôn. Đó, cây to đùng luôn nhé, cây này cứ nói chung là 3 cây 2 bao bình thường thôi. Cà phê già rồi nhưng mà đang cho kinh doanh rất là mạnh nhé. Đó, đây là cái phần mặt đường của mình nhé. Đi từ đây mà ra tới đường nhựa là rơi khoảng 250m thôi. Nhìn ra ngoài kia là mình cũng nhìn thấy trung tâm của xã Đắk Rung luôn này. Đó, nhà cửa rất là đông đúc là ngoài này nhé. Khoảng 3 km đổ lại thôi. Đây, ranh của mình là từ đây này, từ đây hết sang bên tay phải này nhá. Đó, bám theo trục đường này là gần 100m. Là miên man luôn. Đấy, hồ tiêu này, cà phê. Đâu, chung là nguồn thu chủ lực trên mảnh vườn mình là cà phê. Còn là hồ tiêu sang là 400 cây nhé. Không, đi sang bên đây thì che. Đường này là đường thông này. Đó. Đường thông chắc tương lai là cũng lên bê tông thôi. Bê tông hoặc nhựa gì đó. À, trục đường thông nhá. Đường thì trong này dân cư ở rất là đông nữa. Ở đại rác trong này rất là nhiều nhá mọi người nhá. Này. Đây hồ tiêu này, cà phê này. Tơ nhá. Làm mảnh vườn nhà mình thì rất là thuận tiện luôn. Đường thì bao quanh, mặt đường thông, dài miên man, dài tuốt trong ngày này luôn. Đó, hồ tiêu và cà phê là xen kín nhá. Tiêu này hái xong hết rồi này. Dàn cành vẫn còn rất là đẹp nhá. Còn ngoài ra thì đã xen hết cà phê trong phần này rồi. Nói chung là vườn là phun kín cà phê mọi người nhé.
khoảng vài trăm tiêu tơ, cà tơ, sen trên tiêu này. Còn lại là cà phê kinh doanh. Đó, cực đẹp nhé mọi người nhé. Giá nguyên lô là 1 tỷ 100 triệu còn bớt lộc lá cho mình nhé. Đó, quý anh chị mình đang đi tìm mua những mảnh vườn nhỏ để mình làm vườn. Thì hãy quan tâm tới cái mảnh vườn này. Đó, tiêu thì nói chung là còn lại khoảng 300, hơn 300 nữa là đẹp thôi. Hơn 300 nữa là đẹp nhé. Mua mảnh vườn này thì nói chung là mình đi lại thì thuận tiện, đường xá thuận lợi, đi làm cũng rất khỏe, đất thoải nhẹ mọi người nhé. Nguồn thu thì ổn định hết rồi. Năm nay cà phê tiêu thì nói chung là khá được giá luôn. Nên là quý anh chị mình mua mảnh vườn này làm thì khá là ok nhé. Đấy. Nhìn xuống đây nhá. Cà phê của mình là đều hết trên này luôn. Không có dốc. Phê thoải thôi, ống trôn hết rồi. Cà phê rất là đạt luôn nhá. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người quan tâm muốn sở hữu mảnh vườn này thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một ngày đẹp trời nhất tại Đắk Nông nhé.